làm cái gì đấy? Đang đập ruồi. Hết việc à? Nó hỏi đều nhau đấy à? Khách thì không có, chả đi đập ruồi thì làm cái gì? Ủa, mà này nhá, không biết là bên salon tóc con Linh Béo dạo này đông khách thế, xe xếp chật cả cửa luôn. Ông thì biết cái gì, suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào game ý. Nhà nó mới sắm 3 cái gương thông minh tích hợp màn hình TV kia kìa. Khách vừa được làm tóc lại còn vừa được nghe nhạc, xem TV nữa. Thì bảo sao không đông? Được biết mà không bảo. Em bảo này, hôm trước ý, em có đi hội nghị tri ân khách hàng của trung tâm mỹ phẩm Bảo Khánh, thấy giới thiệu cái gương thông minh tóc liền màn hình TV Koizumi. Nhưng mà sao? Hơi mắc một chút, tận 5 triệu một chiếc cô. 5 triệu mà hiệu quả thì cũng chưa. Thế có cái hình ảnh hay clip thì cũng đưa xem. Đây đây, có luôn. Đây này, mình vào Google gõ chữ Koizumi V2 ra ngay đây này. Thấy chưa? Koizumi V2 à? Ủa này, nhìn đẹp mà còn tiện ích nhiều nhỉ? Vừa đẹp vừa xịn nữa chứ. Mà giá này thì cũng ok. Ủa này, lại còn được cả kênh Dream TV review rồi đây này. Đấy. Thế thì quá là yên tâm luôn. Mua. Em thì cũng thích, nhưng mà sợ ý mình thế nào thôi chứ. Cái tầm này 5 triệu chứ 50 triệu cũng chơi. Gọi đi. Em gọi luôn nhá. Gọi luôn. Lần này á, salon những con Linh Béo tuổi gì? Tuổi gì? Rồi. Alo, công ty Koizumi đấy ạ? Dạ anh ơi, cho em một gương thông minh liền màn hình tóc TV Koizumi đến salon Hà My anh nhá. Dạ vâng ạ. 10 phút nữa ạ? Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ vâng, chào anh. 10 phút có gương luôn. 10 phút có ngay à? Ui, đã sang lại còn tiện. Ê, hay quá. Bỏ được rồi đi nhá. Chờ gương đến. Mình ơi! Dạ! Ra anh bảo. Úi dồi, hàng về rồi anh. Úi dồi, đẹp thế, xinh thế. Tiền nào của nấy mà. Ừ, này, anh soi vào gương này, anh nhìn anh như trẻ ra phải chục tuổi ấy nhỉ? Đấy á? Xinh không? Có, xinh quá đi. Tiền nào của nấy mà lại xem phim này, đọc báo, lướt Facebook, xem hài, rồi còn hơn cả thế nữa. Ôi xịn quá mình ơi. Lần này á, nhà có Linh Béo chất của mình. Linh Béo à? Chị, từ đây. Thế nào? Hôm nay chị đến đây không chị? Tôi nghỉ chưa? Bưng rồi. Này nhá, mọi lần em đến ấy, em chỉ toàn làm qua thôi chị ạ. Bởi vì á, ngại ngồi lâu ấy. À, chị ơi, nhà mình có làm móng không ạ? Lát cho em làm luôn chị nhá. Có, nhà chị làm đầy đủ hết dịch vụ mà em. À, thế ạ? Bình thường em đến chỉ là qua thôi ạ. Bởi vì là toàn ngại ngồi lâu ấy. Thế mà hôm nay nhá, chị có cái gương này thích thật đấy. Vừa nghe được nhạc còn vừa xem được hài nữa. Em còn không muốn về đây này. Thế nâng xuống đây. Chạy ra đi trước rồi. Bạn chủ ơi, bây giờ của tôi đã về chưa? Chờ lâu quá rồi đấy. Này, tôi phải có trước đấy nhá. Ôi, lâu quá rồi đấy. Ôi dồi ôi, khách quý, khách quý. Quý, quý cái gì mà quý. Này, tôi đặt từ hôm qua rồi đấy. Chờ mãi chưa đến lượt. Mỗi người chỉ ngồi riêng một lúc thôi, còn nhiều người khác đấy chứ. Bạn chủ một cái nào cho tôi riêng một cái đi. Trời ơi, mọi người cứ yên tâm. Ai cũng sẽ có gương hết, được chưa? Đây rồi. Ôi dồi ôi, ngày nào cũng kéo đến như đòi nợ nhỉ. Kiểu này vợ chồng mình phải mua thêm mấy cái gương nữa chồng ạ. Khách nào đến cũng tranh nhau thôi. Chắc chắn là phải mua rồi. Mà này nhá, dạo này trộm vía nhà mình đông khách quá. Không biết là cái gương salon tóc thông minh Koizumi này có gì đặc biệt mà hút khách nhỉ. Ôi dồi ôi, thì khách vừa được làm đẹp bên ngoài, lại vừa được thư giãn tâm hồn bên trong. Người thì xem hài, người thì nghe nhạc, thì họ vui lên chứ sao. Thế mà cũng không biết à.
kìa.